Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Nissan Navara. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Navara ở cái phiên bản L, tức là phiên bản số tự động một cầu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, nhập khẩu từ Thái Lan ạ, đã được đăng ký cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này thì quý vị bạn thấy được là tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn, chiếc xe đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ, từ khóa thông minh, đề nổ, start top cho đến toàn bộ về lốp này, về đầu màn hình, cam hành trình, đầy đủ các thứ mà chủ xe đã độ lên, tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 489 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70%. Quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Nissan Navara số tự động một cầu 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Nissan Navara này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và thưa với quý vị bạn, chiếc xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và biển rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Đấy, biển số là 29H03279, đấy, 79 đuôi 79, tức là đuôi biển là thần tài lớn rồi quý bạn nhé. Đấy, và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara 2016 số tự động tên tư nhân biển Hà Nội lăn bánh được hơn 8 vạn km này rồi. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara phiên bản L sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, số tự động một cầu này quý bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 8 vạn km thôi quý bạn nhé, rất là đẹp quý bạn ạ, màu trắng. Và điều đặc biệt là chiếc xe này chủ xe đã độ thêm rất là nhiều thứ quý bạn nhé, độ thêm rất là nhiều đồ và rất là đẹp quý bạn đây. Từ những cái dàn lốp thì quý bạn thấy được là cái dàn lốp này chủ xe độ thêm này, dàn lốp địa hình vừa mới độ xong quý bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp địa hình mà chủ xe vừa mới lắp lên đây ạ, cả dàn luôn, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, dàn lốp chủ xe vừa mới độ, mới tinh luôn quý vị các bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 8 vạn km thôi. Thì hơn 8 vạn với chiếc xe được sản xuất năm 2016 đến bây giờ đã là 6 năm rồi. Thì cái dàn lốp cũng vừa hết tuổi thọ của lốp, cho nên là chủ xe độ thêm một cái dàn lốp mới tinh luôn quý vị bạn ạ. Đấy, và đặc biệt thì quý bạn thấy được là ở chiếc xe Navara này là nguyên bản của nó là cũng không có cái gì nhiều đồ đâu, nhưng mà chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ, từ khóa thông minh, đề nổ, start top cho đến đầu màn hình là đã được chủ xe độ lên rồi. Đấy, khóa thông minh đây quý bạn nhé, khóa thông minh, đề nổ, start top. Đấy, và bên ngoài, nhìn bên ngoài thì quý vị bạn thấy được là chiếc xe này đã được chủ xe lắp thêm nắp thùng rồi đấy ạ. Nắp thùng rất là đẹp quý vị bạn ạ, nắp thùng có cả vai thể thao, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và xe chạy ở Hà Nội thì quý vị các bạn thấy đây ạ, khung gầm máy móc rất là đẹp luôn quý vị bạn này, gầm đây. Đấy, gầm của chiếc xe này thì rất là sạch sẽ nha, và rất là mới đây quý vị bạn này. Đấy, đối với những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, quý bạn xem từ những cái chassis này. Đấy, phần gầm này đẹp luôn, mới tinh luôn quý vị bạn nhé.
xe bán tải mà chạy ở những cái vùng đồi núi hoặc những cái vùng biển thì rất là hại gầm. Còn nếu như chạy ở Hà Nội như chiếc xe này đây thì cái gầm rất là đẹp quý vị các bạn này. Đấy, từ những cái phần sắt xi đều mới luôn quý vị bạn nhé. Cho nên là mua xe bán tải ở Hà Nội thì quý vị các bạn có thể yên tâm luôn ạ. Chúng tôi mà đi mua xe ở những cái vùng biển là chúng tôi xem rất là kỹ cái phần gầm. Và cũng tôi để ý thấy là rất là nhiều xe ở những cái vùng biển về là gầm nó xấu lắm ạ. Nó bị dỉ nước biển bởi hơi muối nước biển. Nhưng chiếc xe này biển Hà Nội đẹp như này đấy ạ. Đấy, phiên bản này 2.5 turbo đây này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nước sơn nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều quý vị bạn ạ. Cho nên là nhìn cái nền nó rất là căng, rất là đẹp. Cụm đèn hậu đây quý vị các bạn này. Cụm đèn hậu cũng chưa có bị nứt vỡ hay xước xát gì cả. Đây là những cái này là bẩn đây quý vị bạn nhé. Bẩn đây chúng tôi chưa rửa kỹ này, nó bẩn. Chứ còn là cái đèn rất là mới. Phiên bản L Navara NP300 đấy ạ. Đấy, cụm đèn rất là mới luôn. Nắp thùng vai thể thao, dán vè che mưa. Và ở cái phiên bản Navara thì những cái tay nắm này nó có sẵn là tay nắm mạ chrome rồi. Rất là đẹp này. Ốp gương cũng mạ chrome. Và gương chiếu hậu được tích hợp xi nhan trên gương. Gương chiếu hậu gập điện luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần ba rờ sốc đằng trước thì các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn pha đến đèn gầm. Và điều đặc biệt là những cái này là rất là đẹp và rất là mới này. Còn rất mới quý bạn nhé. Những cái phần mạ chrome. Mạ chrome này là nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi mua về chúng tôi chưa có đánh kỹ thôi. Chứ những cái phần chrome này cũng rất là đẹp, rất là sáng quý bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bán tải Nissan Navara 2016. Số tự động một cầu. Ở cái phần bậc cửa cũng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, khi chúng tôi quay video dưới trời nắng to như thế này thì nó vất vả cho người quay thôi, chứ còn lại là nhìn về hình ảnh này, nhìn về thực tế của cái nước sơn của xe này, nhìn rất là rõ này. Đẹp hay không là chúng ta nhìn ở cái phần nước sơn này rất là rõ luôn quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là bóng đấy ạ. Ra trước nắng này nếu như mà nền mà không căng là nhìn thấy lộ ngay đấy ạ. Đây là cái phần nước sơn ở cái sườn bên phụ xe. Sườn bên phụ này cũng còn đang rất là phẳng này. Sườn bên phụ này, sườn bên lái cũng đều rất là phẳng quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước bên lái đây ạ. Từ những cái phần keo chỉ cánh cửa này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản nha. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản luôn này. Ốc bản lề, cánh cửa, các thứ là còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Táp bi rất là mới này. Nội thất của chiếc xe Navara này là cái nội thất màu vàng kem, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Từ những cái phần nhựa, những cái phần da này là chủ xe vào thêm thôi, chứ còn nguyên bản nó chỉ có ghế nỉ quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp rồi. Lót sàn đầy đủ rồi quý bạn này. Ốc bản lề, cánh cửa phía sau đây cũng còn nguyên bản, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi, keo chỉ là còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa đây quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản hết. Chưa có vết tháo nào cả. Nội thất đằng sau này, từ táp bi này, táp bi cánh cửa này, cho đến những cái phần da của ghế này, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Rất là mới đấy ạ. Đấy, từ trần rất là sạch sẽ quý vị các bạn ạ. Trần nỉ này,
cho đến nội thất ra đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất này. Ở chiếc Navara này thì Nissan cũng đã trang bị cho chiếc Navara này là một cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau quý vị bạn nhé. Đấy, và tôi sẽ bật điện cho quý vị bạn xem đây. Chiếc xe này thì chủ xe đã độ lên rất là nhiều thứ quý vị bạn ạ. Từ đấy, từ đầu màn hình. Đấy, đầu màn hình này là có camera hành trình quý vị bạn nhé, đang mở camera hành trình phía trước đây. Và nó là cái đầu Android giải trí thông tin đa phương tiện, tích hợp hết ở trên cái đầu này rồi, đầy đủ rồi. Khóa thông minh, đè nổ start top, chủ xe đã độ rồi quý vị bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, đè nổ start top này. Từ những cái phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này, chiếc xe đã được trang bị đầy đủ phím điều khiển trên vô lăng này. Kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control đấy, option thì tương đối là nhiều đấy các bạn nhé. Và đồng hồ công tơ mét đây các bạn này. Chiếc xe đã lăn bánh được 8.7 km rồi các bạn nhé. Đấy, chỉ có chạy Hà Nội 8.7. Và cái màn hình này thì nó tích hợp với camera hành trình bên trên này các bạn này. Camera hành trình này cũng là camera xịn đấy các bạn nhé. Chủ xe đã lắp cái bộ camera này rất là xịn, rất đẹp rồi các bạn nhé. Từ nội thất này, từ đến tắp bi cửa, tắp lô đều rất là đẹp nhé. Cần số vô lăng, đây là vô lăng này quý bạn này, vô lăng này cho đến cần số này, tay phanh đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Mới đều đấy, một chiếc xe mới đều. Từ những cái phần nhựa này, phần nỉ này, đấy, nỉ trần, nhựa trần này, đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau quý vị bạn nhé. Đây là cái nắp thùng sau. Đấy, từ những cái ốc thùng sau này còn nguyên bản này quý vị bạn này. Đấy, còn nguyên này, cho đến những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái keo chỉ của cái nắp thùng sau này này còn nguyên bản. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau này. Và đặc biệt là chủ xe cũng không có chở hàng gì nhiều, cho nên là cái thùng này nó mới đẹp như này quý vị bạn này. Đấy, có rất là nhiều người mua bán tải về chở đồ nhiều, đặc biệt là những các bác, nhất là các bác làm thợ sắt thì là nó sẽ hại cái nắp thùng lắm, hay chở nặng và chở đồ xước xác. Chứ còn chiếc xe này thì là không có chở sắt hay là chở đồ nặng gì cả, cho nên là nó không bị xước xác nhiều quý vị bạn ạ. Xước xác cũng rất là nhỏ nhẹ ít thôi. Từ năm 2016 tính ra đến bây giờ là 6 năm rồi mà chiếc thùng này vẫn còn đẹp như này đấy quý vị bạn nhé. Điều này là chứng tỏ là chủ xe cũng ít chở đồ. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Cửa sau bên phụ còn cái khóa đang bấm, đang khóa cửa. Đây, tôi sẽ bấm mở khóa. Đấy, cửa sau bên phụ. Trời nắng quá cho nên là tôi phải cầm ô để tôi quay, cho nên là một tay cầm ô, một tay cầm máy, nó hơi vướng, hơi khó thao tác. À, keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên bản quý vị bạn nhé. À, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề cũng còn nguyên này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên luôn và rất là mới thì quý bạn này. Những cái răng chỉ này đều rất là mới quý bạn nhé. Tắp pi cánh cửa rất mới luôn. Đấy, và nội thất bên trong cũng mới. Đấy, nội thất da màu kem rất là sạch quý bạn ạ. À, rất là sáng xe. Nói là sáng xe thôi chứ còn cái màu này sạch đẹp thì phải giữ gìn. Giữ gìn được nó sạch sẽ như thế này thì mới đẹp được. Chứ còn nếu như mà chở nhiều hay là không giữ gìn cẩn thận, bẩn thì nó sẽ không đẹp được đâu. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, cũng giống như vậy này. Keo chỉ là còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. À, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản này. Táp bi rất là mới luôn. Ốc bản lề này, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn này.
Đấy, rất là đẹp luôn. Cái phần nội thất này từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp luôn quý vị bạn nhé. Vô lăng, cần số này, tay phanh đều rất là mới này. Đấy, đầu màn hình camera hành trình xịn đây này quý bạn này. Camera hành trình xịn theo xe đấy ạ. À, theo cái đầu này, theo cái màn hình này đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da đều rất mới, rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa đây quý vị bạn này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên, rất đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này. Ốc cabo còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Và những cái phần keo chỉ cabo này là đều còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đây quý vị bạn này. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Không có tai nạn, không có đâm đụng, không có ngập nước gì cả. Đấy, ốc bản lề này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy. Và cái động cơ này chúng tôi cũng cam kết là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, động cơ rất là mới. Vì chiếc xe sản xuất năm 2016, tính ra 6 năm sử dụng rồi, nhưng chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 8 vạn km thôi. Cho nên về cái phần động cơ này rất là mới. Đấy, động cơ của những chiếc xe bán tải này thì nó cũng tương đối là kín đấy các bạn ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Còn nguyên bản và còn rất là mới. Đấy, từ những cái phần đầu, đầu xe này, tai xe này. Đấy, đây là những cái tai này còn nguyên bản hết luôn. Những cái tấm chắn nóng này, tấm chắn nóng cabo này, cách nhiệt của cabo này cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ, rất là mới. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cho đến những cái phần động cơ của chiếc xe Nissan Navara phiên bản L 2016 tên tứ nhân biển Hà Nội, đăng ký năm 2016 phiên bản số tự động một cầu. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 489 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Navara 2016 số tự động một cầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Nissan Navara này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.